Liên quan đến vụ việc này, hôm nay Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục họp bàn về các phương án trục vớt cầu gành cũ đã sập và khôi phục lại tuyến đường sắt Bắc Nam trong thời gian sớm nhất. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đơn vị phải điều động nhân sự và thiết bị máy móc hiện đại nhất để sớm khắc phục sự cố, nguyên khôi phục tuyến đường sắt nhanh nhất. Về phương án trục vớt dầm cầu bị chìm, đơn vị tư vấn đưa ra hai phương án sử dụng xà lan 500 tấn để cẩu các dầm cầu đưa đi nơi khác sau khi được cắt rời để trục vớt dầm cầu bị sập. Và công việc sẽ được thực hiện từ chiều ngày 22 tháng 3 đến cuối tháng 3 sẽ hoàn thành. Việc khôi phục được đưa ra 3 phương án, trong đó phương án nâng cao độ chắc dọc đỉnh dây trên cầu lên khoảng 2,2 m để đáp ứng tĩnh không thông thuyền cấp 3, tức là tăng khoảng cách an toàn giữa mặt nước và với dầm cầu. Phương án này gần như xây mới toàn bộ cầu, sơ đồ 3 nhịp 75 m, dầm dàn vòm thép giản đơn, xây dựng 2 trụ cầu bê tông cốt thép mới bằng cọc khoan nhồi đường kính 1,5 m giữa sông, xây mới 2 mố bê tông cốt thép dọc khoan nhồi ở hai đầu cầu.